mới đây cộng đồng mạng xứ trung sốt xình xịt với thông tin siêu mẫu victoria sờ minxi si đã hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã là cậu ấn hà du quân không chỉ thế đây còn là trưởng tôn đời thứ năm của gia tộc trùng sòng bạc ma co và được thừa hưởng tên của ông mình với kỳ vọng cháu trai sẽ mang theo hy vọng của cả gia tộc Tiểu bảo bối nhà họ Hà có tên Hà Quảng Sơn đã nhận được vô số lời chúc phúc và suýt xoa từ netizen, thủ khoa ngành đầu thai, phải đi lùi thế hệ tới được giạc đích, sinh ra đã ngậm tiệp vàng. Minh Si đã hạ sinh đích tôn đời thứ năm của gia tộc họ Hà. Ngày 25 tháng 10, giới truyền thông Hong Kong đã tiết lộ nơi Minh Si sinh sản là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng của Hong Công với tiêu dùng vô cùng đắt đỏ. Được biết, phòng sinh ở đây chỉ làm 3 loại, phòng bình thường, phòng bán tư nhân và phòng tư nhân. Mức kết mức ở đây được tính từ ngày sản phụ sinh nở và tiêu dùng cho 5 ngày 4 đêm lần lượt là 28.800 85 triệu, 37.500 la quang công 111 triệu và 55.200 la quang công 163 triệu. Ngoài ra, còn một loại phòng diêu với mức rét mức được tính trên cơ sở rét mức phòng tư nhân 163 triệu và tăng thêm 11.000 la quang công 32,5 triệu mỗi ngày. Và với một gia tộc hiển hát như nhà họ Hà Thị đương nhiên Minh Si đã lựa chọn sinh nở tại phòng diêu ở đây, tức là tương đương với 66.200 la quang công 196 triệu. Được biết, cô đã sinh nở tại một bệnh viện tư nhân nổi tiếng của vong công chi phí phòng bệnh đắt đỏ tại bệnh viện cho một liệu trình 5 ngày 4 đêm. Số tiền 196 triệu này không phải tất cả mà ngoài tiêu dùng phòng bệnh thì tiền phụ khoa, khoa nhi, khoa y và bác sĩ từ ba khoa này đều được tính riêng. Chi phí sinh nở tự nhiên bình quân khoảng 200.000 la quang công 592 triệu, sinh mổ là 300.000 la quang công 888 triệu bà Tư Lương An Kỳ từ chối tiết lộ là con dâu sinh theo phương pháp nào nhưng netizen đều suy đoán Minh Si đã sinh tự nhiên. Chưa thể, các hạng mục như thiết bị chữa bệnh, bác sĩ kiểm tra phòng mỗi đêm, khám thai, chồng ở bên lúc sinh nở, đều được tính phí riêng một thai phụ đã tiết lộ với phóng viên rằng, nếu ở tại phòng tư nhân thì tiêu dùng cho thiết bị chữa bệnh khoảng 120.000 la quang công 355 triệu, lương ghi kiểm tra phòng mỗi đêm khoảng 2.000 la quang công 6 triệu, đêm, tiêu dùng khám thai từ 2.000 la quang công 6 triệu, trở lên một lần. Còn nếu ở phòng diêu thì tiêu dùng cho thiết bị chữa bệnh sẽ lên tới 200.000 la quang công 592 triệu, lương ghi kiểm tra phòng mỗi đêm khoảng 4.000 la quang công 12 triệu, đêm các loại tiêu dùng khác đều được tính riêng và phân chi theo cấp bậc phòng bệnh. Như vậy, chỉ tính xương xương tiêu dùng cho 5 ngày 4 đêm trong phòng di, tiền sinh nở tự nhiên, thiết bị chữa bệnh và lương y kiểm tra phòng, cặp đôi Hà Du Quân Minh Si đã phải chi trả 470.000 la gong công 1,4 tỷ. Nguồn y